Cái mình thích ở cảnh đám giỗ thật ra là mình thấy được cái nét văn hóa của những cái tiệc cỗ ở ngoài Bắc. Dĩa này nhớ là để mâm trên nha em. Dạ vâng ạ. Again, light is motivated by the sun. I'm going to try to replicate the sunlight. A lot of times I'm recreating the sunlight artificially, that it's not real sun. And so I'm taking my cue off real sunlight. Đối với một cái phim cổ trang á, màu nâu, tông đất nó là rất là bình thường. Nhưng mà cái thú vị là cái cách mà anh Gia anh phối hợp những cái màu sắc như là xanh, đỏ, tím, vàng, nhưng mà nó không có dùng một cách đại trà, mà nó rất là cụ thể và nó tinh tế. Nó tạo ra một cái sự đồng cảm kết nối với cái người hiện đại. Từ đó đến giờ mình chưa có điều kiện để mà mình được thấy, được chiêm ngưỡng một cái cuộc sống người Việt Nam mà cách ở mình đến hơn 200 năm trước. Mình luôn luôn mình đặt câu hỏi là không biết là họ ăn uống ra sao, họ nói chuyện ứng xử với nhau như thế nào, rồi ai là người nắm quyền trong gia đình, rồi cái suy nghĩ, cái quan điểm thời đó nó khác và giống gì với thời nay. Những cái điều đó trước giờ mình chỉ đọc được ở trên sách vở, văn học, đa số là tưởng tượng. Cho nên lần này mình được thực tế hóa, trực tiếp sống trong một cái bối cảnh mà mình tưởng như là mình đã sống ở đó thực sự, thì cái điều đó Diệp cảm thấy là vô cùng là hay và biết ơn lắm. Chứ con Linh mà thoát tội thì còn gì là luật pháp? Mạng nó hay mạng mình, em chọn đi. Nó chạy hướng này. Hạng hoang dâm vô độ đó cứ bị dìm xuống hồ.